Chào mừng mọi người đã đến với Bạn Có Biết của OneCat Việt Nam. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về 3 phương pháp để có thể là chia sẻ dữ liệu thiết kế trên môi trường dữ liệu chung, và cụ thể ở đây là chia sẻ tập tin Revit với tính năng Design Collaboration trong nền tảng Autodesk Construction Cloud. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video. Phương pháp đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là HighChart. Phương pháp này nó sẽ liên kết trực tiếp mô hình nằm trong thư mục WIP của các bên. Nó còn được gọi với tên là phương pháp sử dụng trong môi trường có độ tin cậy cao. Các nhóm sẽ truy cập trực tiếp vào trong thư mục WIP của các nhóm khác để có thể là lấy dữ liệu thiết kế. Ưu điểm là phương pháp này sẽ áp dụng tốt cho các dự án có tiến độ gấp, có khả năng đồng bộ nhanh chóng. Chỉ cần reload elastic cái phần mô hình Revit là đã có thể xem được những cái dữ liệu mới nhất rồi, và dễ dàng setup. Nhược điểm là các dữ liệu sẽ được cập nhật một cách liên tục, do đó sẽ gặp khó khăn trong quá trình kiểm soát nè, dẫn tới là khó xác định được đâu là phương án cuối cùng. Nếu team của bạn mà liên kết nhầm một cái file Revit bị lỗi thì sẽ dẫn tới cái mô hình của bạn cũng sẽ bị lỗi theo và không tận dụng được tối đa các chức năng của nền tảng Autodesk Construction Cloud, như là kiểm soát lịch sử chia sẻ dữ liệu, là kiểm soát sự thay đổi. Phương pháp thứ hai là MediumChart. Phương pháp này sẽ liên kết mô hình trong thư mục dùng chung của các nhóm. Đây còn được gọi là phương pháp sử dụng trong môi trường có độ tin cậy trung bình. Các nhóm sẽ lưu trữ dữ liệu cần được chia sẻ vào trong một thư mục chung theo cách thủ công là copy hoặc là tự động hóa. Thao tác này với tính năng share trong Design Collaboration để các nhóm khác có thể sử dụng cái phần dữ liệu này để làm việc. Ưu điểm là hạn chế việc bị hỏng dữ liệu bằng việc kiểm tra dữ liệu trước khi liên kết. Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được cây cấu dữ liệu đã được chia sẻ trên dòng thời gian khi sử dụng tính năng Design Collaboration. Nhược điểm là chúng ta chỉ có thể kiểm soát được sự thay đổi bằng cách kiểm tra thủ công khi sử dụng tính năng Compare thôi, và chưa tận dụng được tối đa các tính năng của Design Collaboration. Phương pháp cuối cùng là LowChart, phương pháp liên kết mô hình từ dữ liệu nằm trong thư mục lưu trữ của từng nhóm, hay còn được gọi là phương pháp được sử dụng trong môi trường có độ tin cậy thấp. Khi bạn làm việc với nền tảng Autodesk Construction Cloud và chia sẻ dữ liệu trên dòng thời gian, thông qua tính năng Design Collaboration thì hệ thống sẽ tự động tạo ra một cái thư mục lưu trữ riêng và tự động copy cái file mà được các nhóm khác chia sẻ đó, lưu vào trong đó khi mà chúng ta thực hiện cái thao tác là consume. Ưu điểm là hạn chế việc bị hỏng dữ liệu bằng việc kiểm tra trước khi liên kết nè. Chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát được các gói dữ liệu được chia sẻ trên dòng thời gian, xem được lịch sử thay đổi và nhận dữ liệu nè, tận dụng tối đa được các công cụ trên Design Collaboration. Nhược điểm là chúng ta sẽ phải truy cập vào trong cái dòng thời gian đó, theo dõi một cách thường xuyên và cập nhật các gói dữ liệu được chia sẻ nè. Sẽ có rủi ro là các gói dữ liệu người dùng bị lỗi thời do không kiểm tra và được cập nhật một cách thường xuyên nè. Và các sự thay đổi chỉ hiển thị khi các nhóm mà lấy cái gói dữ liệu đó về, consume nó về đó, và chọn lưu trong thư mục lưu trữ riêng của từng nhóm. Vừa rồi là một video ngắn mình giới thiệu cho mọi người về 3 phương pháp để chúng ta có thể là chia sẻ dữ liệu thiết kế trong môi trường dữ liệu chung thông qua tính năng Design Collaboration của nền tảng Autodesk Construction Cloud. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mọi người có thắc mắc gì, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.